Vâng, chào tất cả các bạn. Đây, hôm nay là cái thùng thính ngủ vừa khít tròn 15 ngày. Hôm nay tôi sẽ lôi ra và đi lên đánh với cả anh em. Chỗ này là chỗ hôm trước thì tôi... Đấy, hôm trước tôi quay có lên men này, nhưng mà cái này tôi mới cho thêm một ít và tôi ủ thêm. Hay ra, xem nào. Ôi dồi ôi, sốc quá. Xốp này, đây tôi sẽ khui cái thùng mẻ là chua này, những cái đồ cần thiết để làm ổ thính này. Ở đây là cái thùng thính lên đây anh em. Hôm trước thì tôi có một bạn đến đây thì nó loanh quanh thì tôi trộn mất một ổ rồi đấy. Đây thùng thính ủ này anh em. Bây giờ tôi sẽ trộn cái thùng thính ủ này. Đây, để đi câu này. Thính nền này. Giờ đang quay thì bị ngắt quãng. Bạn gọi điện. Đấy, thùng thính ủ hôm nay bắt đầu đem ra sử dụng. Trường đi câu ạ. À? Ừ. Sao? Câu được về cháu con nhá. Mày lại thối mồm thế thì đéo được rồi. Câu nói trước hay đéo được lắm. Nhớ đâu cả hồ móm tất sao? Nhớ đâu cả hồ nó móm tất thì sao? Một mình chú được. Bình thường thì cả hồ móm mình chú được còn gì. Nhớ đâu hôm nay cá nó đi ngủ hết rồi sao? Đấy anh em. Rồi, lại kín lại bảo quản. Anh em cứ túi bóng lớp ở trên thế này thì còn lâu mới có ruồi nhặng với bọ biết nó đẻ được. Đấy, lại kín lại, ok, cất vào chỗ cũ. Cháu bảo chú tìm cháu người yêu chú tìm chưa? Đây anh em. Tôi sẽ hướng dẫn anh em trộn đấy thính nền này, thính nền xúc ra này. Ok. Video định không định để ngắt quãng đâu, nhưng mà cứ được một tí xong lại người gọi, một tí xong lại người gọi, thế là quanh quanh cái video ấy thành ngắt quãng thành mấy cái video, cuối cùng tôi lại phải nối. Ok, tiếp tục. Đây đồ chuẩn bị này, thính chảo, cám trứng. Một cân cám gạo. Rồi, thính nền rồi. Bây giờ cám gạo vào nữa. Này nó hơn cân, tôi bớt lại một tí. Đúng tỷ lệ. Rồi, bây giờ hai cái này đảo lẫn lên với nhau. Thính nền cộng với cả cám gạo. Đấy. Bây giờ mình cho mẻ vào. Đây tôi ươm được một cái hũ mẻ rất chi là to này.
Đấy, xúc cái phần mẻ chưa ngấu ở trên ra, lấy phần mẻ ở dưới. Rồi, đảo đều lên. Mẻ lần này nó không được chua nữa. Đùa hay thật đấy. Trứng gà. Và cuối cùng là thính chảo. Thính như mua nhiều cân rồi. 35.000. Thì thôi. Xốp nữa. Mai chú bảo Vi là ăn xong mình rửa bát rồi nó rửa cho. Mấy ra mày bảo nó sao mày phải bảo tao? Chú bảo nó rửa cho. Chúng mày có hôm sau chúng mày phải sai tao đi xe đó. Mượn danh nghĩa vớ vẩn. Mà chúng mày cảm thấy khó rửa đấy, để tao rửa được chứ sao? Tao có bắt chúng mày phải rửa đâu. Thì cháu bảo là chúng nó cảm thấy khó rửa thì nó để cháu rửa cho. Rồi, đấu cho rồi. Mày ra ngoài quán mày bảo nó tao không thích. Vì nói đấy khác kéo gì mà nó gián tiếp mới chửi tao. Cháu sắp chửi chú rồi. Đấy là chú nghĩ thế đấy không phải. Cháu bực cái gì ra nói mấy cái đứa nó không làm mới bực nói. Ok, xong. Đấy. Ôi địt mẹ mày.